Ngọc xin kính chào quý vị và xin chào các bạn. Thú vị, hôm nay là ngày 30 tây tháng 8 năm 2021. Ngọc xin chia sẻ về những cái thông tin mà quý vị chúng ta cần để ý để tránh lừa đảo. Bên chính phủ hiện giờ họ mất khoảng 500 triệu đồng vào cái chương trình Child Tax Credit, tại vì có nhiều người họ bấm vào đường link những cái tin nhắn rồi cung cấp thông tin bên sở thuế thì họ gửi ra rồi, nhưng mà những cái tụi lừa đảo này á, nó vào nó lấy tiền chứ mình không có được tiền, cái người đáng được nhận thì không được nhận, mà bên sở thuế người ta cũng đã gửi ra rồi mà gửi không đúng người thôi. Cho nên là quý vị hãy thật cẩn thận những cái thông tin này, đừng có làm theo những cái yêu cầu của họ. Quý vị hãy vào cái trang chính thức của bên sở thuế, đó là irs.gov, có tài khoản thì quý vị có thể vào đó, quý vị cập nhật cái thông tin của mình. Phần chính cái video này Ngọc sẽ chia sẻ về cái chương trình EITC. EITC là cái gì? Childless EITC là cái gì? Cái luật mới hiện giờ ra sao? Và cái cách tính số tiền mà mình có thể nhận lại từ sở thuế với cái số income mà mình có thì mình nhận được bao nhiêu? Thì Ngọc sẽ chia sẻ trong cái video này. Đối với cái tin mà lừa đảo đối với quý vị thì hiện giờ đó là có một 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 số cái thông báo là nói rằng là bên sở thuế họ sẽ không bao giờ họ liên lạc với mình bằng email, bằng tin nhắn hay là qua những cái kênh mạng xã hội để mà yêu cầu mình cung cấp những cái thông tin cá nhân. Cho nên là quý vị ơi, quý vị có nhận được cái cuộc gọi nào mà giả danh sở thuế là quý vị biết ngay là không phải sở thuế gọi nha. Có những cái tin nhắn nào, những cái email nào nói sở thuế đây, hãy bấm vào đường link này thì quý vị sẽ được cái số tiền là 300 mỗi trẻ mỗi tháng hay là 250 mỗi trẻ mỗi tháng. Hoặc là thậm chí người ta gọi vào, người ta yêu cầu mình là hãy trả cái số tiền này kia khác nọ bằng cái gift card hoặc là wire transfer, rồi họ cho mình số tiền còn lại vân vân. Thì quý vị đừng làm như vậy, bởi vì người ta có thể hack vào cái tài khoản của mình và đánh cắp cái số tiền của mình. Cho nên là quý vị hãy cẩn thận những cái thông tin này và hãy chia sẻ hoặc là nhắn tin cho người nhà biết, bạn bè, đồng nghiệp biết về những cái điều này để họ không có làm những cái giống như là bị cái nạn nhân của những cái vụ lừa đảo này. Bên chính phủ thì họ mất khoảng là 500 triệu cho cái chương trình Child Tax Credit rồi quý vị, đó là lừa đảo nha. Còn cái tiền ngàn hai là nhiều lắm, tiền ngàn hai là cả tỷ đồng vậy đó. Rồi bây giờ Ngọc sẽ chia sẻ về cái chương trình EITC. EITC thì hôm bữa trước Ngọc có chia sẻ rồi, những cái thay đổi sau khi mà cái luật của cái gói 1.900 tỷ nó thay đổi á, thì cái năm 2021 tax year thì cái số income và cái số tiền tối đa mà quý vị có thể nhận được nó nhiều hơn. Thì ở đây á, là cái con số tối đa mà quý vị có thể nhận được, và đây là cái con số income tối đa mà quý vị có thể đủ điều kiện cho cái chương trình này. Ví dụ như là gia đình mình là độc thân đi ha, mình không có claim ai trong hồ sơ thuế của mình, thì giống như là mình khai thuế độc thân đi ha, thì cái income của mình là dưới 21.430 đồng thì mình có thể lãnh tối đa là 1.502 đồng, đó là theo luật thuế mới năm 2021. Còn nếu như mà càng thấp á thì quý vị càng nhận gần cái con số này, còn nếu như mà càng nhiều gần tới 21.000 thì quý vị có thể nhận được ít hơn cái tiền 1.502 đồng. Thì Ngọc sẽ chia sẻ cho quý vị cái cách tính. Thì trong cái video này á thì Ngọc có thử tính vào cái trang của sở thuế thì quý vị sẽ thấy được cái EITC, và quý vị bấm vào cái chỗ là EITC Assistant năm 2020, tức là cái luật hiện hành của cái thuế năm nay đó quý vị, cái thuế năm 2020 á. Thì sau khi mà Ngọc điền thông tin, Ngọc giả dụ là Ngọc khai thuế năm 2020, vợ chồng khai thuế chung, cái AGI là 21.000 và tiền đầu tư chứng khoán lời khoảng 1.000. Ngọc lấy dưới ví dụ thôi nha, và Ngọc có hai đứa con thì cái số tiền mà Ngọc có thể nhận được là 5.920 từ sở thuế họ cho lại mình. Mặc dù là mình không có đóng đồng thuế nào cả nhưng mà họ vẫn cho lại mình cái số tiền nguyên vẹn vậy, chứ người ta không có trừ, chỉ khi nào mà mình nợ thuế thì người ta trừ cái phần thuế đó và người ta gửi cái số tiền còn lại cho mình. Đó là năm 2020. Năm 2021 thì hầu như là chúng ta sẽ nhận được nhiều tiền hơn và cái mở rộng cái điều kiện, sẽ nhiều người đủ điều kiện để lãnh cái chương trình này luôn nha quý vị nha. Rồi bây giờ
Ngọc sẽ chia sẻ cái luật mới dựa theo cái gói cứu trợ đợt 3 1.900 tỷ thì họ có cái chương trình Childless EITC theo cái luật của năm 2021. Quý vị có thể vào cái trang của congress.gov quý vị tìm hiểu cái thông tin này. Thì Ngọc sẽ chia sẻ như thế này. EITC là cái viết tắt của cái chữ Earned Income Tax Credit, là cái chương trình tín dụng thuế dựa theo cái số thu nhập kiếm được để mà họ có thể cung cấp cái tiền hoàn thuế cho các gia đình tạm gọi là nghèo, thu nhập thấp. Thường đây là cái chương trình được cho là cái chương trình là anti-hunger hoặc là anti-poverty, chống đói, chống nghèo đó quý vị. Và cái chữ mà người ta gọi là Childless EITC á, là một cái chương trình mà cho những ai không có qualifying child trong hồ sơ thuế của họ. Có thể là họ có con nhưng mà họ không có khai con của họ trong hồ sơ thuế, tại vì những đứa con này phải ít nhất là sống với họ ít nhất là 6 tháng. Hoặc là trường hợp là vợ chồng ly dị thì vợ năm nay vợ khai thì người chồng á, sẽ không khai con thì sẽ không có con trong hồ sơ thuế của mình, đúng không? Điều này không có nghĩa là họ không có con, có thể là họ không có con nhưng mà có thể là họ có con nhưng mà họ không khai con trong hồ sơ thuế chẳng hạn. Đó thì tạm gọi là trong cái hồ sơ thuế nó không có trẻ em trong đó, trẻ em dependent. Thì child á, thường thường á, là mình nói đến con ha, nhưng mà thực ra là mình có con nuôi, con gì, con dưỡng, con ghẻ, con ruột, rồi anh chị em hoặc là cháu, cháu nội, cháu ngoại, niece and nephews, quý vị cũng có thể claim nếu như mà những cái người đó là mình support họ, mình nuôi nấng họ và ở với mình ít nhất 6 tháng. Thì cái EITC này á, là có từ những năm 1970 rồi, và cái chương trình Childless EITC cũng có từ những năm của 1993. Thì năm 2020 hiện hành bây giờ á, thì người ta nói rằng là khi nào bạn 25 tuổi thì bạn mới đủ điều kiện để lãnh cái chương trình EITC. Nhưng mà cái luật mới của năm 2021 thì người ta giảm xuống 19 tuổi, 20 tuổi, 21 tuổi, 22, 23, 24 cũng đủ chứ không cần gì là 25 quý vị nha. Và những ai mà 65 tuổi trở đi á, thì năm 2020 trở về trước là người ta không có đủ điều kiện để claim cái chương trình EITC. Cho nên theo luật mới của năm 2021, những cô chú nào mà từ 65 tuổi trở lên có đi làm, có cái earned income, có đóng thuế thì cô chú cũng có thể xem thử là mình có cái giới hạn income của mình có đủ điều kiện để xin EITC không, tại vì cái tuổi năm nay là nó được mở rộng ra một chút xíu. Cho nên là cô chú anh chị hãy tham khảo ha. Rồi bây giờ đó, cái con số là bao nhiêu á thì thực ra quý vị phải nhìn vào cái biểu đồ ha, nhìn vào cái biểu đồ như vậy thì quý vị sẽ hiểu được đại khái. Thì ở đây á là người ta cũng chia sẻ là thường thường á, năm ví dụ như là năm nay nè, thì trung bình á là mỗi người sẽ nhận được là 302 đồng nếu như mà quý vị không có con trong hồ sơ thuế của mình ha. Thì theo như cái thống kê thì năm 2000 xin lỗi, cái này là cái con số của năm 2018. Năm 2018 thì họ có là 6.9 triệu người nhận cái chương trình này. Những người này họ không có qualifying children trong hồ sơ thuế của họ, và mỗi người như vậy á là 302 đồng trung bình, và tổng cộng là người ta chi cho cái chương trình này là 2.1 tỷ tỷ đô. Thì năm 2021 này thì họ sẽ tăng cao lên là 1.500 hai đồng đó, 1.502 đồng thay vì là chỉ có khoảng là 500 mấy thôi, 500 mấy thôi, thì bây giờ nó tăng lên là 1.500. Thì có thể là không biết là cái số trung bình là bao nhiêu, trung bình thì có thể là dưới cái con số này nhưng mà tối đa quý vị có thể nhận được cái con số là vậy cho năm 2021. Thì cuối năm khi mà hết năm 2021 rồi thì khoảng tháng tháng 2, tháng 3, tháng 4 đó quý vị bắt đầu quý vị khai thuế cho năm 2021 thì quý vị sẽ nhận được một cái khoản lump sum payment, nhận được một lần luôn. Khi mà quý vị hoàn tất cái hồ sơ thuế và bên sở thuế người ta process cái hồ sơ của mình, để biết được cái con số thì quý vị nhìn vào cái biểu đồ này ha. Thì cái đường zích zắc á, cái đường mà chấm chấm á, là cái đường dành cho vợ chồng khai thuế chung. Còn nếu như mà mình khai thuế single á thì mình chọn cái đường solid line quý vị nha. Thì cái màu cam cam này là cái luật hiện hành. Còn những cái màu xanh khác á là cái luật của
cái gói 1.900 tỷ đợt 3 năm mới thì sẽ áp dụng vào thuế năm nay, tức là năm sau mình mới áp dụng. Thì quý vị thấy ở đây bây giờ cái luật hiện hành á, là ví dụ như là cái income là single, income là 8.880 thì quý vị sẽ nhận được cái số tiền tối đa là 543. Còn mà vợ chồng khai thuế chung thì ở cái mức là 14.820 thì sẽ nhận được cái số tối đa là 543. Tức là cái này là không có con nha quý vị nha, không có con á. Còn trường hợp á mà có con 1, 2, 3 đứa con thì sao? 3 đứa con á thì năm 2021 quý vị có thể nhận cái số tối đa là 6.728. Thì ví dụ ví dụ Ngọc giả sử như gia đình của mình có 2 đứa con đi, cái income của mình là 30.000, hai vợ chồng khai thuế chung, income của mình hai vợ chồng là 30.000 thì quý vị có thể nhận được khoảng đâu đó là giống qua đi, nếu thì giống thẳng khoảng đâu đó trên dưới 4.000 quý vị ha. Đó thì tối đa quý vị có thể nhận được là 5.980. Nếu như mà income của quý vị khoảng đâu hai vợ chồng 2 đứa con mà income của quý vị chỉ đâu đó là dưới 15.000 thôi á, khoảng đâu đó ha, thì quý vị sẽ được cái số tối đa và khoảng từ 15.000 đến 20, khoảng 22.000 đây thì quý vị sẽ nhận được cái con số tối đa này. Mà ngoài cái khoản đó thì quý vị nhận được ít hơn. Bây giờ Ngọc đưa ví dụ nè, mình hai vợ chồng ha, hai vợ chồng 3 đứa con hoặc 4 đứa con hoặc 5 đứa con, tức là 3 đứa con trở lên, thì cái income quý vị Ngọc giả sử là cái income của quý vị là 40.000 đi ha, hai vợ chồng 40.000, 3 đứa con thì quý vị giống lên, quý vị coi thử mình nhận được khoảng 2.000, 2.200, 2.100, 2.200 gì nào quý vị nha. Đó là cái cách mà người ta tính cho thuế năm 2021. Còn năm nay thì quý vị có thể là quý vị đã khai rồi, đã nhận được rồi. Quý vị cứ nhìn vào cái hồ sơ thuế của mình giống như cái hàng người ta gọi là EIC hay là EITC đó. Thì quý vị sẽ thấy được cái số tiền này. Rồi những cái số tiền mà quý vị có thể thấy được cái sự khác nhau của những cái gia đình mà họ, những cái người mà khai thuế không có con trong hồ sơ thuế của họ, thì cái này ví dụ như là những cái dòng mà đứt quãng á, chấm 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 gì nè là dành cho vợ chồng ha, còn cái kia là dành cho độc thân. Đó, cái luật hiện tại bây giờ nè và cái luật mới của cái gói 1.900 tỷ thì nó sẽ khác nhau như vậy, cái số tiền khác nhau và cái income người ta cũng mở rộng ra, cho nên là càng nhiều người đủ điều kiện hơn. Chứ hồi đó cái luật á là bây giờ cái điều kiện đây nè, 20 mấy ngàn á là nó chấm ở đây, sau đó quý vị bắt đầu quý vị sẽ tính theo cái income của mình ha. Đó, tối đa là 1.502 đồng. Đó, quý vị cứ giống lên rồi quý vị coi thử cái số tiền mà mình có thể nhận được là bao nhiêu, mình tính phỏng phỏng như vậy thôi để quý vị có thể là nhẩm tính, chứ còn chính xác thì khi nào người ta đưa ra cái link mình điền hết tất cả những cái thông tin vào rồi nó sẽ cho ra một cái con số cuối tuần cuối cùng, giống như lúc nãy mà Ngọc vào Ngọc làm cho thuế năm 2020 á, thì bên sở thuế họ sẽ có một cái đường link mình vào, người ta sẽ báo cho mình cái con số cụ thể thôi. Bây giờ á, thì mình chỉ nhẩm nhẩm vậy thôi quý vị nha. Đó, còn cô chú nào mà lớn hơn 65 tuổi, từ 65 tuổi trở lên thì được hết nha. Còn những em nào mà student mà đi làm part time á, thì cái tuổi của em á là 24 tuổi vẫn được nha. Đó. Rồi former foster children hoặc là vô gia cư thì người ta sẽ giảm xuống là 18 tuổi có thể claim cho cái chương trình này, chứ không phải đợi tới 25 tuổi. Như vậy thì cô chú nào mà lớn hơn 65 tuổi thì cũng có thể là claim cho cái chương trình này. Cho nên là nhiều khi á, cái tiền SSA, SSI của mình á, nó ít quá thì mình không đủ ăn, không có đủ chi tiêu những cái nhu cầu cần thiết, thì quý vị có thể là đi làm một cái job có thể kiếm được là bao nhiêu đó, mấy chục đô mỗi mỗi tháng hay nhiêu đó chẳng hạn, như vậy nhẹ nhàng thôi thì quý vị cũng có thể là khai thuế rồi xin lại, thì cái đó là tùy quý vị nha, quý vị cũng
cũng có thể là sẽ coi thử là cái income như vậy thì nó có ảnh hưởng đến những cái chương trình mà mình đang lãnh, những cái phúc lợi mà mình đang lãnh hay không, thì quý vị phải so sánh. Còn bây giờ Ngọc xin phép dừng lại cái video này ở đây và hẹn lại quý vị trong những cái video tiếp theo. Ngọc xin chào tạm biệt. Bye bye nào.